Chào mừng các bạn quay trở lại với Mình Channel. Một hiện tượng rất là hy hữu và thú vị đó là có một số bác có phản hồi với em về khi mà mở TV ra thì thấy nguyên cả một đàn kiến cũng như là con thạch sùng ở trong TV. Vậy thì làm thế nào để có thể khắc phục hiện tượng này và tại sao chúng nó có thể chui vào TV của các bác đơn giản như vậy? Đấy thì em sẽ chia sẻ rất nhanh trong clip này. Rất mong nhận ủng hộ của các bác bằng cách nhấn subscribe, đăng ký kênh giúp em. Cảm ơn các bác. Đầu tiên thì em mời các bác cùng xem kết cấu một con loa sub. Hầu như các bác có để ý các cái dàn sao ba, dàn âm thanh loa trên thị trường thì nó sẽ có một cái lỗ thông hơi như vậy. Cái lỗ này thì mình còn gọi đơn giản đó là lỗ sáo. Nó giúp cho cái quá trình cộng hưởng âm thanh tạo ra cái chất âm nó trong, nó đành khi mà các bác thưởng thức âm nhạc. Vậy thì trên TV thì sao? Đây là một chiếc TV của hãng Samsung. Dù là LG, Samsung hay là Sony, khi mà các bác lật lên thì các bác để ý kỹ, nó sẽ có các cái lỗ thông hơi như vậy. Đây là cái vị trí của lỗ sáo, nó sát với cả loa của TV trên dòng TV Samsung năm 2020. Nên là cái vị trí này thì khi mà các bác để TV ở trên bàn hoặc là các bác treo trên tường thì cái khu vực này thì sẽ giúp cho các cái con ký sinh trùng hoặc là các con côn trùng như ruồi, kiến hoặc là thạch sùng ấy ạ, nó có thể chui vào đây. Khi mà chui vào đây thì nó sẽ có thể vào rất là sâu trong TV. Trong trường hợp mà nó không thể quay trở ra được thì nó sẽ gây ra cái hiện tượng chập cháy. Vậy thì làm thế nào để có thể hạn chế được cái vấn đề này? Thực tế thì cái vấn đề này là rất là bình thường, bởi vì khi mà các bác sử dụng TV tại gia đình ấy, dù các bác để kệ hay là treo tường thì gia đình có trẻ nhỏ hoặc là cái khu vực mà các bác xem TV, trưng bày TV thì có cái quá trình các bác sử dụng những cái bánh ngọt, đường, sữa tạo ra cái môi trường nó thu hút cái con côn trùng hoặc là các cái con như nó như con ruồi hoặc con kiến ấy ạ, thì rất dễ là có cái tình trạng cả một đàn kiến chui vào TV của nhà các bác. Khi mà có côn trùng nó đến như vậy thì nó sẽ thu hút những cái con bọ sát giống như là con thạch sùng. Cái vấn đề mà thạch sùng chui nguyên một chiếc TV thì các bác chỉ cần hạn chế bằng cái cách là thứ nhất là giữ vệ sinh thật sạch cái khu vực các bác để TV. Thứ hai là kể cả các bác có để TV tại những cái khu vực có nhiều thạch sùng thì các bạn có thể xịt những cái nước rửa hàng ngày, giống như xịt nước rửa kính ở bên dưới kệ, không phải xịt trực tiếp lên TV. Các bác xịt nó tạo ra những cái mùi, nó có cái tác dụng là xua đuổi những cái con thạch sùng đó. Cái việc mà các bác làm như vậy thì nó sẽ hạn chế toàn bộ cái quá trình tiếp xúc giữa các con côn trùng như ruồi, kiến lên các cái vị trí đặt TV của các bác. Một số bác thì khi TV bị hỏng, thợ sửa chữa tháo cái lắp lưng ra thì thấy nguyên cả kiến có làm tổ trong đó hoặc là cả một con thạch sùng chết khô trong đó, thì đó là do lý do là hàng ngày các bác sử dụng thì các bác không vệ sinh quầy kệ của gia đình. Đấy thì em chia sẻ rất nhanh thôi. Còn trường hợp mà các bác bịt cái lỗ này vào thì theo lời khuyên của em là không nên bịt, bởi vì khi mà các bác bịt ấy, thì cái chất âm của TV, loa của TV nó sẽ không còn tác dụng nữa, tiếng từ TV nó sẽ bé đi, ảnh hưởng đến rất nhiều cái quá trình các bác sử dụng. Còn nếu gia đình nhà các bác có sử dụng đính kèm, đi kèm loa sao ba, hệ thống loa ngoài và không sử dụng loa TV thì các bạn có thể sử dụng băng dính, các bác dán kín cái lỗ này vào. Đấy thì một cái clip chia sẻ rất nhanh về cái vấn đề hy hữu, rất ít khi, hiếm khi xảy ra, đó là thạch sùng hoặc kiến hoặc ruồi nó chui vào TV của các bác. Đấy thì em chia sẻ đơn giản vậy thôi. Đấy, rất mong phản hồi, nhận được phản hồi cũng như đóng góp ý kiến của các bác ở bên dưới video để có thể là sử dụng TV nó bền hơn và hạn chế những cái tình huống hy hữu như vậy. Cảm ơn các bác.